rơi nước mắt khi nhắc đến con ruột và những ngày tháng kiên cường của phi nhung phi nhung từng rơi nước mắt khi các y bác sĩ nhắc đến con ruột và những đứa trẻ mồ côi cô nhận nuôi nấng Ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện trở rẫy vào trưa ngày 28 tháng 9 sau hơn một tháng điều trị Covid-19. Sự ra đi của cô ở độ tuổi 51 khiến cho người thân, đồng nghiệp và đông đảo khán giả thương tiếc. Tháng 8 năm 2021, Phi Nhung phát hiện mắc Covid-19. Khi sức khỏe không đảm bảo để tự cách ly ở nhà, cô được đưa vào bệnh viện Sa An 115 thành phố Hồ Chí Minh để điều trị từ ngày 19 tháng 8. Người thân tiết lộ trong thời gian này, dòng ca bông điên điển vẫn giữ tinh thần lạc quan và thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe. Một tuần sau đó, bệnh của Phi Nhung chuyển biến nặng và ngay lập tức cô được chuyển sang bệnh viện chờ dậy. Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 26 tháng 8 để cấp cứu. Theo thông tin từ tiến sĩ bác sĩ Trương Dương Tiến, trưởng khoa hồi sức cấp cứu khu D bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu khu D vào lúc 21 giờ 33 phút ngày 26 tháng 8 trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, thở máy. Ngay khi nhập viện, cô đã được lọc máu tích cực tối ưu máy thở và theo dõi. Đến ngày 5 tháng 9, tình trạng bệnh nhân có cải thiện tích cực, bệnh nhân tỉnh, hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ. Có những thời điểm, bác sĩ quyết định chuyển mốt thở để giúp bệnh nhân tập thở và cai máy thở. Tuy nhiên, đến đêm ngày 6 tháng 9, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi hai bên, chuyển biến xấu, nguy kịch tưởng như không qua khỏi, bác sĩ Tiến cho biết. Vào ngày 7 tháng 9, sau khi hồi trận, bệnh nhân được phẫu thuật màng phổi hai bên và đặt ECMO. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân có cải thiện lên. Tuy nhiên, màng phổi bên phải của bệnh nhân vẫn tràn khí và chảy máu rỉ rả. Dạ. Vào ngày 24 tháng 9, ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho cô. Kết quả giải phẫu ghi nhận, mô phổi trong phổi có hai kén bị vỡ, mô phổi đã bị hoại tử rải rác nhiều nơi. Bác sĩ tiến hành cắt kén và tiến hành cầm máu, nhưng tình trạng mô phổi bị đông đặc và hoại tử, nhũng nhiều nơi, rất khó cầm máu. Ekip điều trị quyết định làm xẹp mô phổi, phải để phổi nghỉ ngơi hơn một ngày mới bắt đầu cho thông khí trở lại. Trong những ngày tháng kiên cường dành giờ sự sống, một khoảnh khắc đặc biệt của Phi Nhung đã khiến cho đội ngũ y bác sĩ không khỏi xúc động. Cụ thể, sáng ngày 21 tháng 9, một bác sĩ trực tiếp theo dõi Phi Nhung ở bệnh viện chợ Rẫy cho biết có thời điểm nữ ca sĩ đã tỉnh táo, hợp tác tốt. Khi bác sĩ nhắc đến con ruột và những đứa trẻ mồ côi, cô nhận nuôi nấng, Phi Nhung bật khóc. Nhận được sự động viên tinh thần ngay sau đó, sòng ca 7X cũng đã phản ứng lại bằng việc gật đầu. Được biết đến đêm ngày 27 tháng 9, bệnh tình của Phi Nhung bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp, các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho cô đến sáng hôm sau. Đến trưa ngày 28 tháng 9, nữ ca sĩ bắt đầu yếu dần, tim đập rời rạc, các chỉ số sinh tồn giảm dần và đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút. Phi Nhung sinh năm 1970 và là giọng ca chuyên trị dòng nhạc trữ tình dân ca, thành danh ở thị trường hải ngoại nhưng vài năm trở lại đây, cô hoạt động chính ở làng giải trí trong nước. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn góp mặt trong các game show truyền hình với vai trò khác nhau. Đồng thời tại thành phố Hồ Chí Minh, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực chay. Về đời tư, nữ ca sĩ có con ruột tên là Wendy Phạm. Cô còn nhận nuôi nấng và nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi qua đời, Phi Nhung đang được nghệ sĩ Việt Hương, người nhận ủy quyền của Wendy Phạm, thực hiện các thủ tục để lo hậu sự chú đáo nhất.